Đầu tiên Vi sẽ dưỡng ẩm bằng tinh chất của Acid White, cái loại này cấp ẩm rất là tốt. Tiếp theo Vi sẽ dùng kem dưỡng, em này có vitamin C cho nên hỗ trợ chống nắng rất là tốt. Thường Đà Lạt mùa này rất là lạnh cho nên Vi phải dưỡng ẩm thật là kỹ, nếu không sẽ dễ bị khô móc. Thêm một chút kem dưỡng cho môi của nhà Elizabeth Arden nữa là xong. Nếu ở nhà thì không nói rồi, nhưng mà đã ra đường vào ban ngày và nhất là đi chơi, đi Đà Lạt nữa là phải dùng kem chống nắng nha. Nhất quyết là phải bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Chất kem của em này rất là nhanh thấm và khi massage xong thì sẽ tạo một cái lớp màng bảo vệ giống như lớp lót trên da vậy đó. Cái hũ che khuyết điểm The Same dạng đặc này Vi mượn của Jun, nhưng mà tìm hoài trên mạng không thấy cho nên có lẽ là Vi sẽ để cái link dạng kem cho mọi người nha. Vì là dạng đặc cho nên cái độ che phủ của nó cao hơn dạng kem một xíu nha. Các bạn có thể dùng tay hoặc là dùng cọ để tán. Thì Vi sẽ dùng ở những cái vùng mà không đều màu như là vùng quầng thâm mắt nè, xung quanh khóe mũi, khóe miệng nè. Cứ che và bắt đầu tán từ từ ra. Sau khi dàn trải kem bằng cọ xong thì Vi sẽ dùng bông cushion để tán lại cho cái lớp kem nó đều màu hơn. Sau đó thì Vi sẽ dùng cushion của Gila để mà làm cho cái lớp nền nó đều màu và tiệp với da hơn. Độ che phủ của em này ở mức trung bình khá, tiệp với da của Vi, giữ lâu mà còn kiềm dầu nữa. Dùng màu má dạng kem sẽ giúp lớp nền có cái độ ẩn màu nhẹ tự nhiên. Ngoài ra thì nó còn giúp phấn má giữ lâu hơn. Màu má mà Vi dùng là màu biscuit, màu kem đất. Với những bạn có gương mặt dài thì các bạn nên tán kiểu má ngang này nè. Nhìn cái mặt sẽ bầu bỉnh giống như kiểu là má hồng say rượu vậy đó. Dù là khí hậu khô nhưng mà Vi vẫn bọc một lớp phấn mỏng để làm cho lớp nền được giữ lâu và nó mịn màng hơn. Phấn phủ của Too Faced hơi bị xịn luôn á, vừa mỏng nhẹ mà còn thơm mùi đào nữa. Tiếp theo là phần vẽ lông mày, hẳn là các bạn quen thuộc quá rồi đúng không? Kẻ lông mày sẽ giúp cho thần thái của tụi mình tăng lên gấp 10 lần và không bao giờ Vi quên mang kẻ lông mày của nhà Lê Minh theo hết. Sau đó thì Vi sẽ dùng một cây cọ dẹp cùng với một chút kem khuyết điểm và tán cho cái phần viền nó sắc nét. Giờ thì đến phần mắt thôi. Hôm nay thì Vi sẽ sử dụng bảng mắt của nhà Romaine. Đầu tiên sẽ là một cái màu hồng đất đánh lên khắp toàn bộ bầu mắt. Cái chất phấn của em này lên cũng rất là nhẹ nhàng tự nhiên và Vi cực kỳ thích cái chất phấn này luôn á, tại vì nó lên màu vừa đủ thôi, không cần quá đậm. Với Vi thì Vi rất những cái màu mắt trẻ trung và nhất là cái tông hồng bánh bèo như thế này nè. Tiếp theo Vi sẽ dùng cái màu hồng đất có ánh tím và đánh vào phần bọng mắt nè, đánh nhẹ nhàng sương sương thôi nha, chứ mắt cong nhìn giống như là bị bầm mắt nữa. Tiếp theo sẽ dùng nhũ màu hồng để đánh lên giữa bầu mắt. À quên chấm quà không được, thôi lấy tay quẹt quẹt cho nhanh nè. Để làm cho đôi mắt có chiều sâu hơn thì Vi sẽ dùng cái màu nâu đậm nhất và đánh ở phần đuôi mắt, đánh theo hình chữ V như thế này nè. Vi sẽ dùng cái ô màu nhạt nhất có trong bảng màu và đánh ở phần hốc mắt để mà tan các màu cho nó mix lại với nhau. Cuối cùng để bắt sáng cho đôi mắt thì Vi cũng sẽ dùng một ít nhũ và đánh ở phần đầu mắt và góc mắt nè. Từ sớm giờ vẫn bị cay mắt nè, mắt đỏ hoe luôn. Trước khi đánh son thì không quên một lớp dưỡng môi nữa. Và cái dưỡng môi ngày hôm nay Vi sử dụng là của Sunnyface màu chai. Trời ơi, cái màu này siêu tay luôn á. Em kẻ mắt này của Bia thật sự là Vi rất là thích dùng luôn. Hầu như là các makeup nào Vi cũng dùng cái em này hết. Đầu rất là mảnh, dễ kẻ mà còn lâu trôi nữa. Và để kẻ mới trong thì Vi sẽ dùng Lily Barret. Cái em treo kẻ này thì rất là quen thuộc rồi, không trôi không lem luôn. Kẹp mi của Shiseido và chút mascara của Nong Chat. Vi cực kỳ thích cái em mascara này của Nong Chat, giá rẻ mà chất lượng là rất là ok luôn. Vừa giữ mi cong nè, dài, tơi, rất là tự nhiên luôn. Dạo này Vi cũng mê cái em tạo khối của Too Cool For School mà Vi vừa mới tạo được lắm nè. Đánh cả được khối mũi và làm thon gọn mặt rất là tự nhiên luôn. Sau đó thì Vi sẽ dặm một chút phấn má của nhà Amimi nữa. Trời ơi, cái màu cam này xinh lắm luôn á. Còn đây là hai em son của nhà Perfect Diary. Vi sẽ dùng cái màu son sáp có tông cam chút. Sau đó sẽ dùng cái màu V18 là một cái tông đỏ gạch. Rất là đẹp và rất là thu hút luôn. Mình sẽ tán cái màu này ở lòng trong của môi. Rồi xong rồi nè mọi người, rất là xinh luôn. Tự bản thân tôi cũng thấy tôi xinh nữa. Thôi bye bye mọi người nha, đi chơi đây. À mà quên, thực ra thì Vi đang ngồi edit cho xong cái video này nè, chỉ là tưởng nhớ lại một chút thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của Vi nha. À những cái sản phẩm trong video này thì Vi cũng đã để link bên dưới rồi, các bạn có thể tham khảo nha. Bye bye mọi người. Good morning mọi người, đây là ngày cuối cùng tụi mình ở Đà Lạt rồi. Thì sáng cũng cố gắng dậy sớm rồi nhưng mà cuối cùng cũng lay 2 giờ này mới bước ra khỏi nhà. Thì bây giờ tụi mình sẽ định là đi ăn bánh căn với lại đi cà phê rồi sau đó về dọn dẹp và bye bye Đà Lạt.